Đây, con của cô đây. Mới có 9 tuần nên nó chưa có thấy rõ lắm. Nhưng mà giai đoạn này bé có thể cảm nhận được những gì mẹ cảm nhận. À, nhưng mà bé còn yếu lắm nên có những cái gì mà vận động mạnh là cô nên né hết. Rồi cô phải ăn uống đầy đủ để có chất dưỡng nè. Cô phải uống thuốc đầy đủ nữa. Tại vì giai đoạn này là bé rất là cần chất dinh dưỡng từ mẹ. Vậy bác sĩ kê dùm em mấy loại thuốc tốt nhất nè. Quan trọng là cách chăm sóc kìa. Em biết mà. Tiền nhiều cỡ nào chưa chắc là con khỏe đâu. Đúng rồi, em biết mà. Biết thì tốt. Liệu mà chăm sóc vợ cho đàng hoàng. Nghĩ sao vợ đi khám bao nhiêu lâu nay bây giờ mới xuất hiện. Chồng của người ta. Chồng ai em cũng kệ. Mình phải răn đe vậy đó. Để cho đàn ông người ta hiểu là phụ nữ thiệt thòi như thế nào. Sinh con đẻ cái đã khổ cực trăm bề rồi. Lấy phải thằng chồng tồi tệ là coi như là tiêu tùng cuộc đời. Nhất là mấy đứa đẹp trai. Nhìn gì? Đi theo tôi uống thuốc. Hả? Lấy thuốc. Kệ nó. Tao gặp ai cũng chửi à. Tao gặp chị còn chửi nữa mà. Mà đứa nào đẹp trai tao càng chửi ác nữa. Cái nư của nó vậy á, nó lạ lắm.